Đường lối của trái tim, bước số 4. Chúa Cha đã sai con của Ngài đến cứu độ. Thiên Chúa của chúng ta là ai? Đó là Thiên Chúa của tạo dựng, cứu độ và đổi mới con người. Trong sự đổ vỡ của thế giới, Thiên Chúa đã tìm nhiều cách để có thể cứu chuộc con người. Tuy nhiên, Ngài là Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, nhưng đi vào trong lịch sử của nhân loại. Qua mầu nhiệm ngôi hai xuống thế làm người, Thiên Chúa Cha đã tỏ bày tình yêu sâu xa mang lại sự sống và mong muốn cứu độ của Ngài dành cho con người. Bằng mầu nhiệm vượt qua, tình yêu Thiên Chúa đã biểu lộ trọn vẹn trong ngôi hai, và qua Đức Kitô, thần khí Thiên Chúa đang hoạt động và biến đổi ngay chính nơi đau khổ nhất và lầm than nhất của con người. Đường lối của trái tim. Bước 4. Chúa Cha sai con mình xuống để cứu. Này, ta sắp làm một việc mới. Việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Nhưng ta sẽ làm cho Pharaô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiên tại nước Ai Cập. Pharaô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai Cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của ta là dân ta, con cái Israel ra khỏi nước Ai Cập. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Vì có người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Chúa Cha đã không bỏ mặc ta trong thế giới đau khổ này. Ngài đã nói về tình yêu của Ngài rất nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau qua các vị ngôn sứ. Và nay, vào thời sau hết này, Ngài đã nói với ta qua người con bằng xương bằng thịt là Chúa Giê-xu. Trong người, Chúa Cha đã gắn kết lịch sử của chúng ta với lịch sử của chính Ngài để tái tạo và chữa lành lòng nhân văn đã bị tổn thương của chúng ta. Trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trao chính mạng sống mình cho ta và là Đấng Chúa Cha đã cho trỗi dậy từ cõi chết. Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi cho ta. Trong Đức Kitô, tình yêu tha thiết của Thiên Chúa đổ xuống và cứu rỗi chúng ta. Cùng với Đức Kitô, chúng ta học cách nhận ra Chúa Thánh Thần đang làm việc trên trần gian này, mang đến sự đổi mới giữa những đau khổ và khó khăn thử thách.